Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Thưa quý vị, mời vị chúng ta cùng nhau chắp tay lại niệm danh hiệu Bổn Sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng tâm tâm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếm đang tao ngộ ngã kiếm kiến văn đấng thọ trì nguyện giải Như Lai chờ tiếp về cuộc đời của Đức Phật. Về tuần rồi chúng ta có học về bài kinh Mahadhamma, nói về điều mà vị hoàng thân này thỉnh Phật, hỏi Phật về cái cách tu tâm nương tựa, cho nên Đức Phật ngài mới dạy về cái sáu pháp, nương tựa về Phật, nương tựa pháp, nương tựa tăng, Phật pháp tăng tam bảo, nương tựa thí, nương tựa giới, nương tựa thiên. Hôm nay để tiếp tục, tôi xin nói sơ lại. Bữa tuần rồi có thể là nó chưa có rõ lắm. Nói sơ lại về vị này, Mahadhamma này. Vị này đó là con, đúng là con nuôi của hoàng thân, là em của vua Tịnh Phạn, cũng là anh cả của ngài Anuruddha đó, Anuruddha đó. Thì khi các vị hoàng thân, hoàng tử xuất gia thì vị này ở lại để lo việc trong hoàng cung. Và vị này lấy một người nô tỳ, sinh ra một đứa con gái rất là đẹp. Nên khi mà vua Ba Tư Nạp có qua dòng họ Thích Ca để muốn cưới công chúa của dòng họ Thích Ca đó, thì các vị trong dòng họ Thích Ca đó mới gả cô và con của tỳ nữ này cho vua Ba Tư Nạp. Rồi sau đó đó sinh ra thái tử Lưu Ly, rồi sau này lên ngôi làm vua đó. Nên khi mà trở về thành Ca Tỳ Lạc, về với dòng họ Thích Ca đó, nên bị xem thường. Do đó mà sau này thái tử Lưu Ly khi lên ngôi nối vua đó mới dẫn quân qua để mà giết hại những người trong dòng tộc Thích Ca để trả thù, là chuyện đó đó. Có một điều tôi xin nói lại để vị nhớ hiểu rõ ha. Rồi cái điều mà tôi cũng xin nói thêm nữa về 10 cái danh hiệu của Đức Phật á, mà chúng ta thường tụng đọc trong kinh sám hối đó ha. Thứ nhất là Như Lai, nghĩa là người đã đến như thế, hoặc là như như bất động, đến cõi chân như, và Phật giáo Mật tông cũng gọi là Tỳ Lô Gia Na. Rồi đó là chữ Như Lai. Ứng cúng là cái vị đáng nhận được cái sự cúng dường của trời người.
chánh biến tri, dịch là từ cái chữ là tam biểu tâm bồ đề đó, tức là những cái vị hay người hiểu biết đúng ở tất cả pháp, minh hạnh túc, nghĩa là vị mà có đủ cái trí huệ và đức hạnh, tức là có đầy đủ tam minh, túc mạng minh, biết được đời quá khứ, rồi thiên nhãn minh, thấu suốt được ở tất cả mọi loài trong thế gian, lầu tận minh, có cái thần thông ham dứt hết tất cả sự lầu tận, đó là vị mà minh hạnh túc, cũng là còn có cái nghĩa là ngũ hạnh, đầy đủ ngũ hạnh, năm cái hạnh: thánh hạnh, phạm hạnh, thiên hạnh, anh di hạnh, và bệnh hạnh ham. Còn thứ năm là thiện thể. Thiện thể là cái vị mà đi một cách tốt đẹp, thế gian giải, là vị đã thấu hiểu hết tất cả mọi việc trên thế gian, trên thế giới này. Vô thượng sĩ là đấng tối cao, không có ai vượt qua cả. Điều ngự trượng phu là cái vị đã chế ngự được bản ngã của chính mình, điều phục được cái bản ngã của chính mình, cũng như là có khả năng điều phục tất cả chúng sanh. Và cũng có nghĩa là Ngài có khả năng điều phục được tất cả những người hiền hoặc là những cái người xấu ác để họ trở về với chánh pháp. Thiên nhân sư ai cũng biết ha, đó là thầy của trời người, Phật Thế Tôn, Phật là giác, cũng Thế Tôn là đấng tôn kính trong loài người, và cũng như là loài trời. Thì đó tôi xin ôn lại ha, hai cái điểm mà chúng tôi nhắc lại để chúng ta nhớ rõ ha. Rồi thì bữa hổm á, như tôi nói đó, do hoàng thân ma nama này thỉnh Phật đương vào cái chỗ trú ngụ nào, thì Đức Phật Ngài mới dạy đó, phải đương vào Phật, đương vào pháp, đương vào tăng, rồi đương vào giới, rồi đương vào thí, thí là bố thí đó, rồi đến cái phần này, đến phần mà Phật dạy về đương về thiên. Lý do tại sao mà Phật dạy đã đương tựa vào Phật, và pháp, và tăng, đối với tất cả quý Phật tử, chúng ta quy tam bảo là đương vào ba ngô báo đó đó. Nhưng mà đây Đức Phật Ngài nói với người bình thường, người Phật tử đó, phải nhớ, niệm nhớ, lục niệm đó, nhớ về Phật, nhớ về pháp, nhớ về tăng, bên cạnh đó và nhớ về giới, giới pháp mình thọ nhận, giới pháp mình hành trì, nhớ nhớ về thí, thí sự bố thí, mình có cái phước báo đó, nói về cái pháp thế gian. Rồi nhớ về thiên, thiên có nghĩa là khi nhớ lại những cái vị mà đã từng bố thí, đã từng cúng dường, đã từng làm phước, cho nên mới được cái nhân duyên phước báo sanh lên cõi trời. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật Ngài dạy cho hàng Phật tử như vậy đó ha. Rồi tôi xin đọc tiếp cái đoạn của bài kinh này. Lại nữa, này Maha Nama, ông hãy tùy niệm thiên, có bốn thiên vương, có chư thiên của trời 33, có chư thiên Dạ Ma, có chư thiên Đô Xuất, có chư thiên Hóa Lạc, có chư thiên Tha Hóa Tự Tại, có chư thiên Phạm Chúng, có chư thiên cao hơn nữa. Đầy đủ với lòng tin như vậy, chư thiên ấy sau khi chết chỗ này được sanh chỗ kia, lòng tin như vậy cũng có đầy đủ. Thì đây tôi xin tạm dừng để giải thích ha. Đức Phật Ngài nói về niệm thiên với các vị chư thiên
ở sáu cõi trời dục giới, ở những vị chư thiên ở cõi trời sắc giới, cũng như là những vị ở cõi trời vô sắc giới. Năm thì theo vũ trụ quan của đạo Phật á, chúng ta biết á, là đối với con người tuổi thọ có nhiều nhất là 84.000 tuổi. Thực sự cái chữ 84.000, cái số 84.000 đó đa phần là nó về cái số nhiều, như chúng ta thường đọc rồi số vạn, vạn là 10.000 á, không phải thì 1 đến 10.000, chữ 10.000 là nhiều mà thực sự tượng trưng cái số nhiều. Cho nên trong đạo Phật 84.000 cũng là tượng trưng cái số không thể tính được. Thì ở đây đối với con người đó, trải qua bất cứ con người, bất cứ ai trong cái vũ trụ này, trong thế gian này đó, theo vũ trụ quan của đạo Phật đó, qua 4 giai đoạn: thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt, có kiếp tăng và có kiếp giảm. Thì nếu mà kiếp tăng thì con người cũng thể đến 84.000 tuổi. Kiếp giảm và giảm xuống thấp nhất là cái tuổi thọ của con người là 10 tuổi. Thì theo vũ trụ quan của đạo Phật á, thì cứ nếu mà theo kiếp tăng hoặc kiếp giảm á, thì cứ 100 năm, nếu nói về kiếp tăng á, 100 năm thì tăng 1 tuổi, 100 năm tiếp nữa tăng thêm 1 tuổi nữa, kiếp giảm cũng vậy. Nên đối với kiếp giảm mà giảm cùng tận nhất á, là cái tuổi thọ con người là 10 tuổi, từ từ mới trở lại là kiếp tăng ha. Rồi kế đến gần nhất loài người về cõi tứ thiên vương, những cái vị này đó thọ mạng 500 tuổi, tức là 9 triệu năm so với con người chúng ta ha. Thời gian ở trên á, một ngày một đêm ở cõi trời tứ thiên vương có thể bằng 50 năm ở cõi người, đúng không? Rồi cõi trời đao lợi, thọ mạng của những cái vị này đó là 1.000 tuổi, tức là 36 triệu năm so với tuổi thọ con người. Một ngày một đêm ở trên cõi trời đao lợi đó bằng 100 năm ở cõi trời cõi người này. Cõi trời dạ ma thọ mạng 2.000 tuổi, tức là 144 triệu năm tuổi theo con người đó. Một ngày một đêm ở trên đó bằng 200 năm ở cõi người. Rồi cõi trời đâu xúc thọ mạng 4.000 tuổi, tức là 576 triệu năm so với nhân loại đó. Một ngày một đêm ở trên cõi đó bằng 400 năm cõi ở cõi trời cõi người này. Thì chúng ta biết ha, với Bồ Tát Di Lặc á, ngài ở nội viện đâu xúc, mà như chúng tôi cũng có nói đó, là khoảng chừng hơn 500 triệu năm nữa ngài sẽ thể hiện ở cõi đời này đó ha, để thành Phật ở dưới cầu Long Hoa đó. Và tất cả những vị nhất sanh bổ xứ, tức là còn một đời nữa thành Phật, thì đều thể hiện lên cung trời nội viện đôi xúc, như Đức Phật Thích Ca chúng ta trước kia cũng vậy. Trước khi xuống cõi này, cõi Ta Bà này cũng thì ở cõi trời đầu biển đô xuất trước, rồi đến ngày Di Lặc cũng vậy ha. Rồi cõi Hóa Lạc Thiên, những cái vị này sống 8.000 tuổi, tức là 2.304 triệu năm, một ngày một đêm ở trên cõi đó bằng 800 năm ở cõi người. Rồi cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên, thọ mạng 16.000 tuổi, tức là 9.216 triệu năm, một ngày một đêm ở trển bằng 1.600 năm ở cõi người. Nên chúng ta thấy đó, nếu mà so sánh cái thọ mạng của chúng ta
với chư thiên á, thì chúng ta cũng so sánh như là những con ruồi, con muỗi, những con nó làm sáng nó sinh ra rồi tối nó chết á, đúng không? Thì cái thọ mạng con người chúng ta rất là ngắn ngủi so với chư thiên, nên đó là chư thiên của sáu cõi trời dục giới thôi, đừng nói chi là chư thiên ở cõi trời sắc giới hoặc là vô sắc giới. Những vị đó có thể sống hàng tỷ năm. Đương nhiên theo đạo Phật, theo vũ trụ quan của đạo Phật thì dẫu họ có sống bao nhiêu tỷ năm gì đi nữa đó, khi mà cái thọ mạng của họ hết rồi, họ cũng sanh qua trở lại cõi khác nữa. Có thể họ sanh lên cõi trời rồi mất đi, họ cũng có thể trở lại cõi trời đó, hoặc là lên cao hoặc là xuống thấp, hoặc là trở lại cõi người, hoặc là đi xuống nữa, thì tùy theo cái phước báo của họ. Rồi con người chúng ta cũng vậy, thì chắc đa số quý Phật tử chúng ta hiểu ha, là lý do tại sao anh trên quả đất này đó ha, càng ngày con người chúng ta càng có nhiều ha, cái population ha, cái dân số của nhân loại càng ngày càng tăng, là có do do là có chư thiên trên những cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới hết phước họ trở lại dưới đây, hoặc là có những cái loài từ ngạ quỷ hay súc sanh vân vân hay sanh trở làm người. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật ngài cũng có nói nói cái sự luân hồi của chúng sanh luân hồi chúng sanh ở trên trời rơi xuống dưới cõi người, ở dưới mà sanh lên thì trong đó ngài cũng có nói đó, những chúng sanh nào từ những cõi trời mà sanh xuống đó thì có cái tâm lành thiện, có tâm ngay thẳng, chất trực, thích bố thí, cúng dường làm phước, rồi có những cái vị mà sanh từ ở dưới cõi ngạ quỷ hay là súc sanh vân vân, thì họ cũng còn có những tập khí đó, nhiều khi lên cõi người rồi mà có giảng nhiều gì nữa, có nói gì nữa, nói một hay nói mười, nói trăm, nói ngàn, họ chỉ hiểu một phần thôi. Ngược lại có những vị chư thiên hay những người có cái duyên lành với Phật pháp, có trí thông minh, nói một họ hiểu mười, hay nói một họ hiểu trăm, hiểu ngàn vân vân, tùy theo cái nhân duyên của mỗi vị. Nên trong thế gian chúng ta đó có nhiều chúng sanh ở chỗ đó, và chính bản thân chúng ta cũng vậy, trong biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp chúng ta sanh lên rồi chúng ta sanh xuống, rồi chúng ta sanh trở lại, hoặc chúng ta sanh làm nam làm nữ, sanh vào gia đình này, sanh vào gia đình nọ vân vân, cứ trôi lăn như vậy đó. Nên bây giờ tại sao mà đối với đạo Phật thì dẫu có sanh lên những cõi trời có sống lâu, cái thọ mạng lâu hàng triệu hàng tỷ năm vậy đó, nhưng khi thọ mạng hết gọi là ngũ tướng suy, là năm cái tướng suy như là đầu cái hoa trên đầu nó rụng, hay là trên thân nó tiết ra mồ hôi, không thích ngồi cái chỗ của mình nữa, hay áo y áo dơ bẩn vân vân, đó những cái tướng suy, thì họ rất là khổ, rồi sau đó họ phải sanh qua những cõi khác. Như hôm nay tôi có nói câu chuyện, không biết là câu chuyện thật hay là chỉ là chuyện theo cái truyền thuyết, câu chuyện mà ngài Nang Đà đó ha, được Phật dẫn lên những cõi trời đó, thấy chư thiên, thấy thương nữ hay đẹp quá đó, nên Phật nói ha, nếu mà muốn hưởng dục lạc với các vị thiên nữ này đó thì ráng tu ha, rồi sau đó Phật dẫn xuống địa ngục để cho Nang Đà thấy ở cái chỗ trong cái lò ha, lò nóng, lò nước nóng nước sôi đó đó ha, đang có chỗ để cho Nang Đà sau khi mà hưởng phước hết ở cõi trời rồi sau đó có thể bị tọa lạc trong địa ngục. Có thể là một câu chuyện ngụ ngôn, một câu chuyện theo cái truyền thuyết, nhưng mà cũng nói về cái lý lý của vũ trụ quan của đạo Phật, không có gì là nhất định hết, không có gì mà trường cũ cả,
sanh linh của trời sống hàng tỷ năm cũng vậy, đến phước báo hết thì cũng phải sanh qua cổ này, sanh qua cổ khác. Và khi chúng sanh nào bị đọa lạc trong loài ngạ quỷ hay là nhất là địa ngục, có thể hàng triệu hàng tỷ năm, nhưng mà khi trả hết nghiệp rồi cũng sanh lên. Nên cái chuyện sanh lên hay sanh xuống ha, cơ độ này loài nọ, nó đối với đạo Phật á, nó chuyện bình thường, chúng ta hiểu ha. Rồi trở lại đó, lý do tại sao mà Đức Phật ngài nhắc chúng ta nhớ phải niệm thiên ở chỗ đó, nhớ lại biết những cái vị này trong lúc mà họ còn ở nhân gian hay là chính bản thân họ bây giờ, do họ có biết bố thí cúng dường làm phước cho nên họ mới được cái phước báo sanh lên cõi trời, hưởng những cái phước báo đó, không có phải giống như con người chúng ta muốn ăn uống phải đi làm luận vất vả. Còn các vị đó tùy theo cái duyên phước, thì có phước báo nhiều, muốn thức ăn cái gì thì thức ăn nó hiện theo cái ý muốn, rồi muốn đi chỗ nào cũng đi được hết. Đương nhiên tùy theo cái phước báo có cái giới hạn. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy đó niệm thiên để mà nhớ lại cái công đức, cái phước báo của chư thiên, công đức đành thiện đó. Và đối với những người nào nếu không có thích hay là cảm thấy là việc mà tu tập chứng thành quả A La Hán, nhập niết bàn vân vân nó xa vời quá đó, thì Đức Phật ngài dạy cứ làm việc bố thí cúng dường làm phước đi, thì được hưởng những cái phước báo trời người, phước báo ở của người hay của chư thiên. Nên đó là điều mà Đức Phật ngài nhắc để chúng ta nhớ, nhất là các vị Phật tử có chỗ nương tựa, sáu pháp nương tựa. Tôi xin nhắc lại, nương tựa về Phật, nương tựa về Pháp, nương tựa về Tăng, đó là căn bản cho người Phật tử. Bên cạnh đó còn niệm nhớ đến giới, giữ năm giới, những cái giới pháp mình đã thọ trì, rồi thí, rồi phải nhớ cái sự bố thí thì mình có phước báo, chứ nếu mà mình bo giữ cho mình ha, không thể nào mà có phước báo được, có cho ra có giúp thì không mới có phước báo, thì nhờ có cho ra, nhờ bố thí đó nên mới có cái phước báo sanh trở lại làm người, họ sanh những cõi trời. Mà ở đây Đức Phật ngài nói đó, nói sáu cõi trời, cõi dục giới đó. Lòng tin như vậy cũng có đầy đủ nơi ta, đầy đủ giới như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này để sanh lại chỗ kia, giới như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đó, Phật ngài cũng nhắc lại đó, có cái niềm tin đầy đủ với ngài và hiểu được các vị chư thiên sanh chỗ này mất chỗ kia, sanh mất chỗ kia sanh chỗ nọ vân vân, trong cái vòng sanh tử luân hồi đó đầy đủ với nghe pháp như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này để sanh chỗ kia, nghe pháp như vậy cũng đầy đủ nơi ta, đầy đủ với thí như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này để sanh chỗ kia, thí như vậy cũng có đầy đủ trí huệ như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này để sanh tại chỗ kia, tuệ như vậy cũng có đầy đủ như ta. Đây Phật ngài nhắc lại ha, có cái niềm tin, có trí huệ, có cái sự bố thí, cái sự hiểu biết về chư thiên, chết chỗ này sanh chỗ khác vân vân, theo sự giải thích của Phật đó. Trong khi vị ấy tùy niệm tính giới, nghe pháp, thí và tuệ của tự mình và chư thiên ấy, trong khi ấy tâm không bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, không bị si ám ảnh, trong khi ấy tâm vị ấy được chánh trực nhờ duyên chư thiên vân vân, được nhập pháp lưu tu tập chư thiên tùy niệm. Thì trong lúc đó đó, lúc mà tâm không có bị sự tham đắm luyến ái nó che mờ,
không có bị cái tâm sân nó che mờ, không bị tâm si nó che mờ, mà biết biết rõ có tâm chánh trực ngay thẳng đó, duyên vào hay nhớ đến cái công đức của chư thiên, đó là tu tập chư thiên tùy niệm. Thì nói tóm tắt lại cái bài kinh Mahanama này đó, vì vị hoàn thân này hỏi Đức Phật phải niệm nhớ, phải nương vào những chỗ nào, thì Đức Phật này mới dạy đó, dạy phải nương vào sáu pháp như vậy đó ha. Thì đó là bài pháp mà Đức Phật ngài dạy cho hoàng thân Mahanam ha. Rồi để tiếp tục thì chúng ta nhớ đó, thì Đức Phật ngài sau khi mà trở về cũng thành các tỷ lệ vệ thăm vua cha, rồi độ những vị hoàng thân hoàng tử xuất gia, rồi những cái lần sau đó trong luật tạng có ghi đó là sau khi mà nhà vua băng hà thì Đức Phật trở về hoàng cung để làm lễ cho cha ngài, và trong những cái câu chuyện có nói là chín ngày mang cái quan tài ha, khiêng cái quan tài của người cha mình để tỏ lòng hiếu thảo. Và đương nhiên trước khi mà cha của người mất á, thì ngài cũng thuyết pháp, cha của ngài nhập vào dòng thánh ha, và chứng tam quả Anaham. Và ở đây chúng tôi cũng xin nhắc lại đó, sau khi mà Đức Phật ngài trở về làm lễ cho vua cha xong á, thì ngài ở đó khoảng chừng 3 tháng ở vườn Đi Câu Luật. Thì lúc đó chắc quý vị biết là bà Kiều Đầm Di, tức là bà Di Mẫu của Đức Phật á, cũng cùng với các vị cung nữ trong cung đến thỉnh Phật để cho xin xuất gia. Bà ta cung thỉnh 3 lần nhưng Phật đều từ chối hết. Thì ở đây chúng ta ai cũng biết ha, sau khi mà Đức Phật hay Thái tử ra đời 7 ngày thì mẹ của ngài Hoàng hậu Maya qua đời, từ đó cho đến năm 16 tuổi Thái tử được bà Di Mẫu, tức là bà Kỳ Đầm Di này nuôi nấng dạy bảo. Và sau khi mà vua cha mất thì bà ta cùng với những vị cung nữ khác đến thỉnh Phật để cho xuất gia, mà Phật lại không có chấp nhận. Và dẫu bà thỉnh 3 lần thì cũng có người nói, nhất là bây giờ đó, tại sao, hỏi tại sao mà Đức Phật ngài buổi đầu không có cho những cái người nữ xuất gia như vậy, mà sau này á, như chúng ta biết ha, do được cái sự